Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tô mở nhé bạn. Cái nóng bỏng qua bên. Tô mở cái chó này. Xa như ngày xưa đến hôm nay đang sạc pin ác kia điện thoại kìa. Điện thoại mày bao nhiêu trăm ấy? 100. Đấy. 100. 100 ơi. Quét rồi. Cái đấy nhanh nhỉ. Đang sạc pin của cái tai nghe kia. Đấy. Đang sạc pin tai nghe. Có điện thoại cơ mà. Tại bao nhiêu phần trăm? 100. 100%. Tôi lỗ có sạc đeo đâu 100% hoài. Vậy không sạc mấy cái gì tôi sạc mấy nè. Vừa nghe vừa sạc. À vừa sạc. Thời gian mưa của người đàn ông. Vừa nghe phi phai. Xong vào xem gái. Trời. À vào đi, tán gái đi. Và phủ đi. Tán đi rồi, tán gái phải. Và huấn luyện ơi, vào đấy một lễ lì nha. Mẹ đang nghe đang súng lên bảy đang, đang để nguội thoại thì còn sạc đi. Mẹ để tắt đi vào chơi phải. Mà đi học cả kẻ, đéo một lúc đà. Sướng, sướng, sướng. Không biết làm xong lại rồi, ngọt mấy trưởng. Làm cả lại đi ngủ. Ngủ lên chán cái ngày sức cái đài. Điên này đang đang thiếu thốn việc á, đang thừa việc cái này làm có mà nhanh hơn việc thi. Đấy. Vai đang thừa việc cái này làm mà nhanh hơn việc thi. Nên là chỉ làm chiều thôi. Bắt đầu nghỉ nha. Tôi thi xong thì trời. Đang ở thi xong. Thì xóa hết rồi, xóa hết sạch, xóa vào cái tin nhắn nào, xóa, xóa hết. Chán cả. Rồi. Mang họ cái sọt da với cái con dao. Sọt da con dao để gạo gọt. Chèo. Gọt. Con dao nữa. Bước ui ổn. Vai chữ. Cái sai. Sai. Ui. Bờ mai mua của một người. Dính nhỉ, dính dính dính. Dính này.
bơ vai quay tôi mà xong.